Giới chức liên bang vừa bắt giữ một người đàn ông ở Arizona bị cáo buộc hăm dọa giết cả gia đình tổng thống đắc cử Trump, gây rúng động nước Mỹ. Một mục sư rất được yêu mến ở Michigan đã bị thiệt mạng dưới tay bởi một người nhập cư bất hợp pháp, gây ra sự mất mát đau thương đối với gia đình nạn nhân. Một nữ ủy viên Ủy ban Kiểm tra quận Cook thuộc đảng viên đảng Dân Chủ Illinois đã bị bắt vì tội say rượu lái xe. Đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát mới được công bố cho thấy hành vi đối đầu của bà trong khi bị cảnh sát Mỹ bắt. Bà luôn có những lời lẽ xúc phạm mang tính chất tình dục với cảnh sát. Bà kiêu ngạo nói rằng, tôi là một quan chức được bầu. Butterball, một trong những công ty cung cấp gà tây lớn nhất tại Mỹ, đang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ sau khi đoạn video ghê tởm gây sốc về việc những công nhân bị cáo buộc ngược đãi, lạm dụng tình dục và tra tấn gà tây được lan truyền nhanh chóng xuất hiện trở lại trên mạng xã hội chỉ vài ngày trước lễ tạ ơn. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024. Giới chức liên bang vừa bắt giữ một người đàn ông ở Arizona bị cáo buộc hăm dọa giết cả gia đình tổng thống đắc cử Donald Trump. Theo đài ABC News đưa tin vào hôm thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024, mấy tháng gần đây, ông Manuel Tamayo Torres đã đăng một loạt video lên Facebook nói năng lung tung về tổng thống đắc cử Trump và khoe súng trường AR-15 cùng với nhiều thứ vũ khí khác. Vào tháng 8 năm 2024, ông Tamayo Torres quay phim chuyến đi của ông tới trường vận động ở Glendale, Arizona, lúc Tổng thống Trump đang vận động tranh cử ở đó. Theo đơn truy tố, ông Tamayo Torres đã đưa ra nhiều lời hăm dọa mơ hồ, nhưng trực tiếp nhắm vào Tổng thống đắc cử Trump. Và một số nguồn tin xác nhận ông Tamayo Torres bị cáo buộc là hăm dọa Tổng thống Trump. Ông ta nói trong video mà ông ta đăng vào hôm thứ Năm tuần trước rằng, ông sẽ chết. Con trai ông sẽ chết, cả gia đình ông sẽ chết, tôi sẽ làm thủng mặt ông. Video đó nằm trong số một loạt video dông dài, nói năng lung tung và đầy tiếng chửi thề mà ông Tamayo Torres đăng gần như hàng ngày trong mấy tháng nay. Trong đó, ông nhắc tới Tổng thống Trump là người số một. Ông cáo buộc người số một bắt cóc và bán con gái ông để làm nghề mại dâm. Nhưng không rõ là ông Tamayo Torres có con hay không. Trong tháng 11 này, ông Tamayo Torres đăng video vừa hăm dọa Tổng thống Trump, vừa giương khẩu súng có lẽ là súng trường AR-15 màu trắng, có gắn băng đạn 30 viên. Ông Tamayo Torres đã bị bắt vào hôm thứ Hai tuần này, vào ngày 25 tháng 11 năm 2024, gần San Diego, California, nơi ông dự định dọn tới sinh sống. Mặc dù ông ta bị bắt ở California, nhưng đơn truy tố của ông được nộp ở Arizona. Ông ta bị truy tố một tội hăm dọa tổng thống và bốn tội khai gian khi mua súng sau khi bị cáo buộc khai gian trong mẫu đơn liên bang cách đây một năm để mua khẩu súng lục tại tiệm súng ở Phoenix, Arizona. Trong đơn, ông khai chưa từng bị kết tội đại hình, nhưng thực ra, năm 2003, ông ta bị kết tội tấn công ở San Diego, do đó ông bị cấm sở hữu súng theo đơn truy tố. Một mục sư được yêu mến ở Michigan đã thiệt mạng vào đầu tháng này sau khi bị một tài xế là người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ bị cáo buộc là đã vượt đèn đỏ và tông vào vị mục sư 72 tuổi này, theo lời chính quyền và các thành viên gia đình nạn nhân cho biết. Ông Stephen Singleton đang chạy bộ buổi sáng hàng ngày ở Rochester Hills và đang băng qua đường trong vạch kẻ dành cho người đi bộ khi mặc áo phản quang, thì bị một tài xế nhập cư trái phép tông vào ngày 3 tháng 11 năm 2024. Ông bị chấn thương nghiêm trọng và được đưa đến bệnh viện, nơi ông được hỗ trợ sự sống. 5 ngày sau, nạn nhân được tuyên bố là chết não và qua đời tại đây, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Oakland cho biết. Gia đình nạn nhân đau buồn và hiện đang đặt câu hỏi rằng là tại sao người đàn ông được cho là phải chịu trách nhiệm về cái chết của người chồng, người cha, người ông yêu quý của họ lại có thể đi lại tự do, tự tung, tự tác như vậy, mặc dù anh ta đã nhập cảnh vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp, để rồi gây ra hậu quả đau thương này đối với gia đình nạn nhân, mà lẽ ra nạn nhân không đáng phải chịu cái chết vô lý như vậy. Góa phụ Terry Singleton, vợ của nạn nhân, chia sẻ với đài Fox 2 Detroit rằng, tôi phải ngồi đó và chứng kiến người chồng chung sống với mình 53 năm qua, chết ngay trước mặt mình, và rồi biết rằng, kẻ đã gây ra chuyện này trong khi vẫn còn sống sót, thật khó để đối phó. Theo văn phòng cảnh sát trưởng hạt Oakland và cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ cho biết, tài xế bị cáo buộc tông vào nạn nhân là người đến từ Colombia, 28 tuổi, nhập cảnh vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp.
Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh ta đang lái xe Ford Focus đời 2013. Anh ta bị gia đình nạn nhân cáo buộc là đã vượt đèn đỏ. Tính đến thứ Hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024, tài xế vẫn chưa bị bắt. Văn phòng công tố hạt Oakland đang điều tra vụ án. Theo các báo cáo, gia đình của nạn nhân Singleton cho biết người đàn ông 72 tuổi này đã dành cả cuộc đời của mình để giúp đỡ người khác và vẫn năng động khi về già. Cháu gái của ông viết trên trang gây quỹ GoFundMe rằng: "Ông tôi là bạn tốt của tất cả mọi người. Phương châm sống của ông tôi là mọi người đều là anh chị em của ông và ông luôn chia sẻ sự hỗ trợ, trí tuệ và tình yêu của Chúa là trách nhiệm của ông. Ông là cha của những người mồ côi, cũng như tất cả các cháu trai, cháu gái và mỗi đứa trẻ trong tất cả các khu phố mà ông thường lui tới. Ông là mục sư của Tổng giáo phận Detroit trong suốt 52 năm qua. Ông đã chủ trì hàng trăm đám tang cho mọi người để giúp đỡ những gia đình không đủ khả năng chi trả cho một đám tang, để họ cũng nhận được một dịch vụ tang lễ trang nghiêm. Nhờ quyết tâm tạo ra sự khác biệt, ông thường xuyên cho người vô gia cư ăn và sẽ tặng quần áo để giúp đỡ bất kỳ ai đang cần và đang thiếu thốn. Ngoài ra, khi có thảm họa nào thì ông sẽ ngay lập tức đi giúp đỡ." Theo lời kể của cháu gái ông Singleton đã tình nguyện giúp đỡ trong một số thảm họa quốc gia, bao gồm cả đội tìm kiếm và cứu nạn sau vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 và nỗ lực phục hồi sau cơn bão Katrina. Vợ chồng ông sống bằng thu nhập cố định và vợ của ông, bà Terry Singleton, phụ thuộc vào chồng mình về mặt tài chính, cũng như việc chăm sóc hàng ngày vì bà bị khuyết tật một phần. Cháu gái của họ viết, cô cho biết cô đã lập trang GoFundMe để gây quỹ trang trải viện phí và tang lễ cho ông nội và hỗ trợ bà tôi, người hiện đang sống một mình. Con gái của nạn nhân Singleton cho biết hiện cô đang gạt bỏ cơn giận dữ về người đã gây ra cái chết thương tâm của cha mình, vì đó là điều cha cô đã luôn dạy cô làm như vậy. Tôi sẽ không tức giận về điều gì đã xảy ra, tôi sẽ tha thứ và bỏ qua tất cả cho người đã gây ra sự mất mát đau thương to lớn này, giống như điều mà cha tôi đã từng dạy tôi. Một nữ ủy viên ủy ban kiểm tra quận Cook thuộc đảng viên đảng Dân Chủ Illinois đã bị bắt vì tội say rượu lái xe sau khi gây ra tai nạn xe hơi ở khu vực phía Bắc cách đây 2 tuần, vào ngày 10 tháng 11 năm 2024 tại Chicago. Đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát mới được công bố cho thấy hành vi đối đầu của bà trong khi bị cảnh sát bắt vì lái xe khi say rượu, bao gồm cả việc viện dẫn địa vị chính thức của mình, kiêu ngạo và đưa ra những lời nhận xét không phù hợp với cảnh sát. Trong đoạn phim, một cảnh sát bắt giữ đã yêu cầu bà Samantha Steele, một ủy viên của Ủy ban Kiểm tra quận Cook, phải ra khỏi xe, đồng thời cảnh báo rằng, nếu bà không ra khỏi xe, tôi sẽ giúp bà, tôi nghĩ chắc là bà sẽ không muốn điều đó đâu. Sau đó, nữ quan chức đã đáp trả lại một cách khiêu khích rằng, chính anh mới là người không muốn đấy. Và bà liên tục khoe vị trí địa vị của mình rằng, tôi là một quan chức được bầu. Với thái độ kiêu ngạo, bà Steele gật đầu tự mãn với viên cảnh sát trước khi nói với anh ta rằng là bà làm việc ở quận Cook. Khi được hỏi cụ thể về vị trí văn phòng công tác, bà ấy có vẻ nhún vai thờ ơ và đảo mắt trước câu hỏi của cảnh sát. Theo báo cáo của cảnh sát, bà Samantha Steele, 45 tuổi, người đại diện cho quận 2 của hội đồng, bao gồm hầu hết phía bắc Chicago và các vùng ngoại ô xung quanh, lần đầu tiên được bầu vào hội đồng kiểm tra vào năm 2022. Bà là một trong ba ủy viên của Ủy ban Kiểm tra quận Cook. Bà đã bị buộc một tội tiểu hình về hành vi điều khiển phương tiện giao thông dưới tác động của rượu bia. Bà Steele bị bắt giữ vào lúc gần 9 giờ đêm Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2024, tại khu vực đường North Ashland, sau khi cảnh sát nhận được báo cáo về một vụ tai nạn giao thông trong khu vực. Theo báo cáo bắt giữ, sau khi phát hiện hai chiếc xe bị hư hỏng nghiêm trọng trong khu vực, cảnh sát tìm thấy bà Steele đang nằm trên mặt đất. Cảnh sát cho biết bà ta sau đó khai rằng bà đã lái xe theo hướng nam dọc đường Ashland và tông vào một chiếc xe khác ở khu phố Ravenswood của Chicago. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một chai rượu vang đỏ đã mở nắp trên sàn xe phía bên ghế hành khách. Một cảnh sát khác cũng nhận thấy mặt của bà Steele đỏ ngầu và phát hiện mùi rượu nồng nặc từ hơi thở của bà. Khi được cảnh sát hỏi là bà đã uống bao nhiêu, bà Steele đáp trả lại rằng, tôi muốn gặp luật sư của tôi và tôi không nói chuyện với các anh. Cảnh sát cho biết khi được yêu cầu thực hiện kiểm tra độ tỉnh táo tại chỗ, bà Steele từ chối và được nhận thấy đang lảo đảo, nói lắp bắp trong cuộc phỏng vấn ban đầu với cảnh sát. Trong lúc nói chuyện với cảnh sát, bà Steele bắt đầu than phiền về chấn thương đầu. Bà được đưa đến bệnh viện và bị bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn sau khi xuất viện. Theo báo cáo của cảnh sát, trong khi một cảnh sát đọc cảnh báo dành cho người lái xe, bà Steele liên tục có những lời lẽ xúc phạm mang tính chất tình dục với viên cảnh sát.
Trong quá trình bị bắt, bà Steele đã nhiều lần hỏi một cảnh sát rằng, cậu em của anh bé nhỏ thế sao? Ý bà muốn ám chỉ đến dương vật của cảnh sát. Sau khi xuất viện, bà Steele được đưa về đồn cảnh sát khu vực để xử lý. Bà bị cấp giấy phạt và ấn định ngày ra tòa vào ngày 27 tháng 12, sắp tới đây. Sau vụ bắt giữ, ông Sean Morrison, ủy viên quần quốc thuộc khu vực 17, đã kêu gọi bà Steele từ chức. Ông nhấn mạnh về hành vi thiếu tôn trọng của bà đối với cảnh sát và cho rằng việc từ chức là cần thiết để khôi phục lòng tin của công chúng. Theo báo Chicago Tribune, một cựu trợ lý đã nộp đơn kiện tố cáo bà vào tháng 7 năm 2024, cáo buộc bà vi phạm đạo đức và trả thù, bao gồm cả việc tiết lộ thông tin mật và thể hiện sự thiên vị trong các bình luận công khai. Vụ việc đã gây ra nhiều lời chỉ trích với những lời kêu gọi giải trình và khuyến nghị đào tạo về đạo đức sau những phát hiện trước đây chống lại bà Steele. Tương lai bất định của bà với tư cách là một quan chức nhà nước vẫn chưa chắc chắn khi các thủ tục pháp lý vẫn đang tiếp tục. Butterball đang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay sau khi đoạn video ghê tởm gây sốc về việc những công nhân bị cáo buộc ngược đãi, lạm dụng tình dục và tra tấn gà tây được lan truyền xuất hiện trở lại trên mạng xã hội chỉ vài ngày trước lễ tạ ơn. Butterball, một công ty chế biến thịt gia cầm hàng đầu Hoa Kỳ, đang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ. Sự phẫn nộ đã nổ ra sau khi các nhà hoạt động của tổ chức bảo vệ động vật PETA đăng tải một đoạn clip từ nhiều thập niên trước lên mạng xã hội trong những ngày qua và lan truyền một cách nhanh chóng, trong đó được cho là có cảnh nhân viên của công ty ngược đãi những con gà tây sống tại một nhà máy ở Ozark, Arkansas. Đoạn video được ghi lại từ cuộc điều tra bí mật vào năm 2006 tại nhà máy ở Ozark, Arkansas, cho thấy hình ảnh nhân viên công ty này có hành vi ngược đãi, lạm dụng gà tây một cách tàn bạo. Theo PETA, những công nhân này đã đập các con gà vào lồng sắt và giẫm đạp lên đầu chúng. Điều tra viên giấu mặt của PETA còn tiết lộ những hành vi tàn bạo mà anh ta chứng kiến, bao gồm cả hành vi tấn công tình dục khi những công nhân này trói và giết mổ hơn 50.000 con gà tây mỗi ngày. Trong đoạn video gây sốc, điều tra viên khẳng định anh ta đã nhìn thấy một nhân viên của Butterball nhét ngón tay vào âm đạo của một con gà tây để thỏa thích, trong khi công nhân khác bị cáo buộc đã lạm dụng tình dục với một con gà tây trong khi nó bị trói. Nhà điều tra nhớ lại một trường hợp ám ảnh khác khi một công nhân chế nhạo một công nhân khác bằng cách nắm chân một con gà tây và giật nó qua lại. Gã thứ hai chỉ việc túm lấy con gà tây và đấm nó. Đoạn phim cho thấy cảnh những công nhân hung hăng xử lý nhiều con gà tây một cách tàn bạo, bao gồm ném và đập đầu chúng. Chưa từng có hành động vô nhân đạo nào xảy ra trong lò mổ như vậy. Một công nhân khác đã lấy một con gà tây sống và giẫm lên đầu, làm vỡ hộp sọ cho đến khi đầu của chúng nổ tung. Sau đó anh ta cười và lau máu ở chân. Anh ta cũng ném con gà tây xuống bê tông, đấm và đập đầu những con gà khác. Điều tra viên đã tuyên bố trong nhật ký làm chứng của mình vào thời điểm đó. Trong suốt 40 ngày làm việc tại cơ sở kinh hoàng này, các điều tra viên đã chứng kiến cảnh đập đầu những con gà tây vào các thanh kim loại, làm gãy lưng và chân của chúng một cách thô bạo. Mắt chim lồi ra, xương nhọn nhô ra và chân tay bị xét trong đoạn video rùng rợn này. Chỉ vài ngày trước lễ tạ ơn, những cảnh quay không đẹp mắt này đã khiến người dùng mạng xã hội nhăn mặt phẫn nộ vì ghê tởm. Một số người còn kêu gọi tẩy chay thương hiệu gia cầm này chỉ vài ngày trước kỳ nghỉ lễ tạ ơn. Một người dùng mạng xã hội đã nổi giận trên X viết rằng, hãy tẩy chay Butterball. Một người dùng khác cũng nói thêm, tôi vừa mua một con gà tây Butterball hôm nay và chắc chắn sẽ trả lại nó vào sáng mai, bữa tối bị hủy bỏ rồi. Bạn thật ghê tởm, tôi sẽ không bao giờ ăn bất kỳ sản phẩm nào khác của công ty bạn nữa. Các bạn nên tự xét lại mình đi và nên tự xấu hổ đi. Tôi không thể bày tỏ sự khinh miệt của mình đối với công ty các bạn ngay lúc này, một người dùng bức xúc đã lên tiếng. Một người khác nói thêm, bố mẹ tôi đã mua gà tây Butterball cho lễ tạ ơn rồi, và bây giờ tôi sẽ không thể ăn nó được. Đoạn video đã nhanh chóng lan truyền, gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng, dấy lên làn sóng kêu gọi hãy tẩy chay Butterball. Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự kinh tởm và tuyên bố sẽ hủy bỏ kế hoạch mua sản phẩm của Butterball. Phát ngôn viên của công ty Butterball cũng đã lên tiếng phản hồi, nhấn mạnh rằng đoạn video này được quay cách đây gần 20 năm và không còn phản ánh thực tế hiện tại. Công ty khẳng định từ khi trở thành doanh nghiệp tư nhân, họ đã được chứng nhận bởi tổ chức American Humane và là công ty cung cấp gà tây duy nhất tại Hoa Kỳ đặt chứng nhận này. Họ cam kết tuân thủ hơn 200 tiêu chuẩn khoa học về chăm sóc gà tây, vượt xa các thông lệ tốt nhất trong ngành, đồng thời áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với hành vi ngược đãi động vật.
Bà nói thêm rằng, chăm sóc và phúc lợi động vật là trọng tâm của chúng tôi với tư cách là một công ty, và chúng tôi cam kết chăm sóc đàn gà Tây của mình một cách có đạo đức và có trách nhiệm. Điều đó có nghĩa là duy trì sức khỏe và phúc lợi của đàn gà Tây là một nỗ lực liên tục. Chúng tôi tự hào về danh hiệu mà không một công ty gà Tây nào khác có thể đạt được và có chính sách không khoan nhượng đối với hành vi ngược đãi động vật. Và chúng tôi cũng luôn tự hào mang đến một trong những chú gà Tây có trên bàn tiệc lễ tạ ơn năm nay. Chỉ riêng trong tháng này, công ty Butterball đã bán được khoảng 15 triệu con gà Tây trên khắp nước Mỹ, theo báo cáo của Fleet Owner. PETA tuyên bố rằng, việc vạch trần của tổ chức này cách đây gần 20 năm không phải là hành động duy nhất. PETA đã tiến hành nhiều cuộc điều tra gần đây hơn và vẫn cho thấy tình trạng lạm dụng vẫn đang tràn lan. Bà chỉ ra một cuộc điều tra khác của PETA vào năm 2021. Về Plainview Farms, nơi cũng ghi nhận những công nhân mô phỏng hành vi quan hệ tình dục với gà Tây. Sau cuộc điều tra, các công nhân tại cơ sở ở Pennsylvania phải đối mặt với nhiều tội nghiêm trọng và 141 cáo buộc. Không có cáo buộc nào chống lại Butterball trong cuộc điều tra năm 2006, nhưng nhiều nhân viên đã bị cáo buộc nhiều năm sau đó trong một tình huống khác. Năm 2011, một nhà máy Butterball ở Bắc Carolina đã bị đột kích sau khi công nhân bị phát hiện ngược đãi gà Tây. Trong một cuộc điều tra tương tự như của PETA, tổ chức phi lợi nhuận Mercy for Animals đã bí mật điều tra và chứng kiến một số trường hợp ngược đãi động vật. Nhiều công nhân đã bị buộc tội liên quan đến hành vi ngược đãi được báo cáo. Họ bị quay lại cảnh đá và giẫm đạp lên những con gà Tây bất lực. Lấy vợ gốc Việt ở Mỹ được 37 năm và bị trục xuất về nước, người đàn ông nói rằng, quả là cơn ác mộng đối với tôi. Tôi muốn ở bên nuôi nấng các con, cho chúng cuộc sống mà tôi không có. Các con tôi xứng đáng có một gia đình. Một kẻ giết người ở tiểu bang Tennessee của Mỹ, rồi ngụy tạo chứng cớ là bị gấu vồ trong một vụ sát hại nạn nhân đi bộ đường dài đã bị bắt. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2024. Lấy vợ gốc Việt ở Mỹ được 37 năm và bị trục xuất về nước. Đó là trường hợp của ông Adam Krapser, người đang bị chính quyền Mỹ ra lệnh trục xuất trở về Hàn Quốc, dù giờ đây Hàn Quốc chính xác là một nước lạ đối với ông. Adam Krapser được đưa từ Hàn Quốc sang Mỹ vào năm 4 tuổi, nhưng bố mẹ nuôi không làm thủ tục nhập tịch cho ông, khiến ông bị trục xuất sau 37 năm sống ở Mỹ. Adam Krapser sinh ra ở Hàn Quốc, được một gia đình ở tiểu bang Michigan của Mỹ nhận nuôi vào năm 1979, khi ông lên 4 tuổi, và Krapser bị cha mẹ nuôi bỏ rơi vào những năm 1980. Cậu bé sau đó chuyển qua lại nhiều nhà nuôi dưỡng tình thương, trước khi được một cặp vợ chồng khác nhận nuôi vào năm 1989. Trong suốt những năm này, không ai làm thủ tục nhập tịch cho Krapser. Năm 1992, khi Krapser 17 tuổi, cặp vợ chồng nói trên bị kết tội ngược đãi, bạo hành con nuôi. Krapser có các tiền án trộm cắp, tấn công, tàn trữ vũ khí, trong khi phải vật lộn với cảm giác xa cách với nơi mà anh kỳ vọng là nhà. Tôi lớn lên mà không tiếp xúc với người gốc Hàn. Tất cả những gì tôi biết là văn hóa Mỹ, không biết gì về ngôn ngữ, phong tục, văn hóa, lịch sử Hàn Quốc. Cha mẹ nuôi cố tình không cho tôi tiếp xúc những thứ này, Krapser nói. Vượt qua quá khứ bất hảo, anh mở một tiệm cắt tóc và kết hôn với người vợ gốc Việt là anh Nguyễn. Hai vợ chồng và hai con sống tại Vancouver, Washington. Năm 2012, Krapser nộp đơn xin gia hạn thẻ xanh đã hết hạn, nhưng các quan chức di trú cho biết các tiền án thời trẻ của ông bị coi là vi phạm tư cách thường trú nhân. 4 năm sau, Krapser thua kiện, bị trục xuất về Hàn Quốc và bị cấm quay lại Mỹ trong 10 năm. Ông Krapser, hiện 49 tuổi, nói rằng, các quan chức di trú nói tôi phạm nhiều sai lầm, dính líu nhiều rắc rối ở Mỹ. Tôi thừa nhận điều đó, nhưng tôi đã gắng hết sức để có thể sống ở nước này khi không có người thân, không đồng hương nào xung quanh. Luật sư của Krapser cho biết các tiền án không phản ánh đầy đủ thực tế rằng Krapser liên tục bị bạo hành, bỏ rơi khi còn là niên thiếu, nhấn mạnh mức độ dễ bị tổn thương của con nuôi quốc tế. Sau khi bị trục xuất và cấm đến Mỹ trong 10 năm, Krapser theo đuổi nhiều con đường pháp lý để được đoàn tụ với các con của mình. Ông đã không được gặp con gái 10 tuổi từ năm 2017. Ông có thể nộp đơn xin miễn trừ trong 2 năm, nhưng không rõ quá trình xét duyệt tốn bao lâu, trong khi việc cố gắng quay lại Mỹ có thể dẫn đến lệnh cấm suốt đời. Krapser nói rằng, quả là cơn ác mộng đối với tôi. Tôi bị kẹt ở nơi sinh ra mà tôi còn không biết ngôn ngữ. Tôi đã thử nhiều cách để quay lại Mỹ sớm hơn nhưng không thành. Còn các con tôi nữa, chúng xứng đáng có một gia đình. Tôi muốn ở bên nuôi nấng các con, cho chúng cuộc sống mà tôi không có.
Năm 2019, Crabtree đi vào lịch sử khi là con nuôi đầu tiên kiện chính phủ Hàn Quốc và cơ quan điều phối quá trình nhận nuôi, Whole Children Services. Ông yêu cầu bồi thường, lập luận quy trình nhận con nuôi sai sót đã làm đảo lộn cuộc sống của mình. Whole Children Services không trả lời các yêu cầu bình luận. Trong khi đó, Whole International thừa nhận có những trường hợp nhận nuôi không đúng nguyên tắc vào những năm 1980. Lưu ý, Whole Children Services đã tách khỏi tổ chức mẹ vào năm 1977. Năm 2023, tòa án ở Hàn Quốc ra phán quyết Whole Children Services phải bồi thường cho Grabster $72,300 do không thông báo cho cha mẹ nuôi ở Mỹ về các bước cần thiết để đảm bảo quốc tịch cho con. Tòa án trung tâm Seoul sau đó bác các khiếu nại bổ sung của Grabster cho rằng chính phủ không có trách nhiệm trong sự việc. Grabster và Holt đều làm đơn kháng cáo, trong đó Holt khẳng định họ không có nghĩa vụ pháp lý phải đảm bảo quốc tịch cho Grabster. Tòa thượng thẩm Seoul sẽ ra phán quyết vào ngày 8 tháng 1 năm 2025. Trong khi đó, tại Mỹ, một dự luật có thể cấp cho Grabster quốc tịch trì hoãn tại Quốc hội. Dự luật tên Đạo luật quốc tịch của con nuôi năm 2024 có thể lập tức cấp quyền công dân cho con nuôi quốc tế, vá lỗ hổng của Đạo luật quốc tịch trẻ em năm 2000, trong đó loại trừ những con nuôi trên 18 tuổi. Khi luật này được thông qua, Grabster đã 25 tuổi nên không được cấp quốc tịch. Dự luật đã được chuyển đến Ủy ban Tư pháp Lưỡng viện Mỹ, nhưng gần như không có khả năng tiến triển trong thời gian còn lại của Quốc hội Mỹ khóa 118, kết thúc vào tháng 1 năm 2025, khi Mỹ đang tổ chức bầu cử tổng thống. Chúng tôi hy vọng dự luật cực kỳ cần thiết này sẽ được thông qua trong khóa mới để thành luật, nghị sĩ dân chủ Adam Smith, người đồng bảo trợ dự luật, nói. Hàng chục ngàn con nuôi quốc tế như Grabster rơi vào thế bấp bênh vì không có quốc tịch do luật hiện hành. Quốc hội cần vá lỗ hổng này, nghị sĩ Cộng hòa Don Bacon, một quan chức khác bảo trợ dự luật và là cha của hai con nuôi đã nói. Một kẻ giết người ở Tennessee rồi ngụy tạo gấu vồ đã bị cảnh sát bắt giữ. Người đàn ông này bị truy nã trên toàn quốc sau khi bị tố cáo ngụy tạo chứng cớ trong một vụ sát hại nạn nhân đi bộ đường dài thành một vụ chết người vì bị gấu vồ tại vùng rừng rậm Tennessee. Cơ quan thực thi công lực cho biết, theo đài CBS, văn phòng cảnh sát hạt Monroe tại Tennessee cho biết, cơ quan thực thi công lực ở Columbia, South Carolina phát giác ra Nicholas Wayne Hamlet và bắt giữ trong đêm Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2024, sau khi người ta nhận ra ông tại một bệnh viện địa phương. Cơ quan điều tra liên bang FBI xác nhận danh tánh nghi phạm bằng cách kiểm tra dấu vân tay. Nghi phạm đang phải đối diện với các tội sát nhân cấp độ 1 ở Tennessee và vi phạm lệnh ân xá ở Alabama, cảnh sát cho biết. Vào giữa tháng 10, cảnh sát phát giác ra xác của Stephen Douglas Lloyd, 34 tuổi, ở tại Knoxville, trong một vụ án được dàn dựng là chết vì bị gấu vồ liên quan tới Nicholas Wayne Hamlet. Gần 11 giờ 35 phút tối, ngày 18 tháng 10 năm 2024, cảnh sát nhận được cuộc điện thoại được chuyển từ hạt Polk gần đó liên quan tới một người đi bộ đường dài đang kiệt sức tên là Brandon Andrade, nói với tổng đài viên rằng ông bị một con gấu rượt rồi trượt chân khỏi vách đá, sau đó bị thương và té xuống nước. Tiếp đến, nhà chức trách xác định được vị trí của nạn nhân trong khu vực cầu Charoho trên đường cao tốc Cherahola Skyway ở Tellico Plains, cách Chattanooga ít nhất 80 dặm về hướng Tây Bắc. Khi nhân viên cấp cứu và đội tìm kiếm cứu nạn tới nơi, họ tìm được xác của một người đàn ông có căn cước của Andrade trong người và đưa thi thể tới trung tâm khám nghiệm tử thi hạt Knox. Sau khi kiểm tra khu vực phát giác ra xác nạn nhân, các thám tử biết được rằng người đàn ông thiệt mạng không phải là Andrade. Thẻ căn cước trong người nạn nhân bị ăn cắp và bị lợi dụng nhiều lần. Người đàn ông tử vong mà họ tìm thấy là Lloyd. Ngoài ra, cảnh sát còn phát giác ra rằng Hamlet lợi dụng thẻ căn cước của Andrade và bị truy nã khắp Alabama vì vi phạm lệnh ân xá. Sau đó, nhà chức trách xác định rằng Hamlet mạo danh khi gọi điện thoại báo cảnh sát sau cuộc gọi cầu cứu và người ta tin rằng nghi phạm trốn khỏi tư gia ở Tennessee trước khi danh tánh thật sự bị phát giác. Khi nói chuyện với gia đình Lloyd, cảnh sát được biết rằng ông là một đứa trẻ được nhận nuôi, mắc chứng rối loạn lòng tin và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phản ứng gắn bó. Một tình trạng khiến bệnh nhân cảm thấy khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ lành mạnh với cha mẹ và người chăm sóc. Vào một thời điểm nào đó trước khi bị sát hại, cảnh sát tin rằng Hamlet từng gặp gỡ Lloyd và làm quen nạn nhân, rồi dụ dỗ vào một khu rừng để lấy mạng Lloyd và căn cước. Các nguồn tin cho biết Hamlet có thân nhân tại các tiểu bang Tennessee, Montana, Alabama, Kentucky, Alaska, North Carolina và Florida. Nghi phạm được cho là sở hữu vũ khí, manh động trong suốt thời gian bị truy nã.
Và quý vị ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình. Và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.